Các bạn đang nghe truyện hệ thống hát khoa kỹ quán nét trên kênh TV Audio CV. Chương 227, xe thần thu danh sơn mang bay. Lão bản muốn đi xa, bên trong khu nghỉ ngơi, mấy người tống thanh phong, nạp lan minh tuyết, tố thiên cơ, thậm chí là những đại lão lam mặt, dịp tùng đào ngồi vây quanh khay trà, trong tay bưng bát mì tôm, vừa ăn vừa tán gẫu câu được câu không. Cũng không biết là ai hỏi câu này, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phương khải đang bưng bát mì đi tới bao giờ làm sao lại muốn đi xa từ tử hình kỳ quái nhìn phương khải cô nương áo tím này là nhóm người chơi đầu tiên ở trong tiệm lâu như vậy rồi đúng là không nghĩ tới một tên trạch nam suốt ngày ở trong tiệm chơi trò chơi bỗng nhiên lại đi xa khải tử định đi đâu vương thái cũng nhìn hắn đầy kỳ quái hắn cùng phương khải quen biết đã lâu cũng chưa bao giờ nghe thấy phương khải đi xa lần trước đi kinh sư chỉ sợ đã là lần xa nhất rồi. Đang ở trong tiệm tốt, đi ra ngoài làm gì, nạp lan hồng vũ cũng cảm thấy ngờ vực. Phương Khải nhún vai một cái, nói mở chi nhánh, xin ý bản điếm tốt như vậy, không phải là thời điểm mở chi nhánh hay sao, mở chi nhánh, cơ du hưng phấn nói đi kinh sư mở sao, từ kinh sư đi đến đây chẳng mất bao lâu. Phương Khải mở miệng nói về sau các ngươi thuần thục ngự kiếm thuật thì sẽ càng nhanh, ta chạy đến đấy mở chi nhánh làm gì, cơ du. Lão bản nếu đã ra ngoài, hay là đi Vân Hải Tông chúng ta ngồi một chút, dịp tiểu dịp phàn nàn. Nếu không thì chúng ta đưa tiễn lão bản đi. Từ tử hình đề nghị. Không cần. Phương Khải khoát tay nói lập tức dùng ngự kiếm thuật đi. Cũng không nên xem nhẹ chúng ta, từ tử hình không vui, nói ta cũng biết ngự kiếm phi hành, ta cũng biết, Tống Thanh Phong nói, nạp lan minh tuyết vẫn bình tĩnh như trước ta cũng biết, Khương Tiểu Nguyệt đắc ý nói ta cũng biết, tiếp đó là bị Phương Khải cốc đầu nói ngươi trong nhà, mặc kệ Khương Tiểu Nguyệt buồn bực một mình, Phương Khải nhìn về phía mọi người đều học rồi. Sẽ không từ trên trời rơi xuống chứ, làm sao có thể, từ tử hình lường hắn một cái, vừa vặn ăn xong mì tôm, đi ra ngoài cửa tiệm nhìn kỹ, chỉ thấy nàng vẫn kiếm quyết, trong miệng lẩm bẩm, một thanh phi kiếm liền xoát tròn bay lên không trung, sau đó nằm ổn định dưới chân nàng. Đây đã là cái gì, An Thành bước ra khỏi cửa lớn, vận kiếm quyết trực tiếp đạp lên thân kiếm bay đi. Hắn bay ngang mái hiên, phi hành ở tầng thấp. Làm thiếu thành chủ, tất nhiên là hắn biết bay cao hơn sẽ bị cấm chế trên trời đánh xuống. An Hổ Uy thấy vậy liền phiền muộn, đi ra ngoài quát mắng quay về không đem tiểu tử ngươi giam lại là không được, cố tình vi phạm trong thành cửu hoa là không được phi hành. Mặc Phương Khải cứng đờ, không nghĩ tới đại đa số mọi người đã học xong ngự kiếm phi hành lại còn khoe khoang. Vung tay lên, cửa tiệm mở ra, Phương Khải trực tiếp đạp kiếm bay ra ngoài có bản lĩnh thì đuổi theo, mờ ca. Có bản lĩnh đừng chạy, Tống Thanh Phong còn chưa được thành thục, dẫm lên kiếm bay ra ngoài tí thì đụng vào bức tường ở đối diện. Nạp Lan tiểu thư. Đi đi. Chúng ta cũng đi, Lam Yên cảm thấy hưng phấn, hai người đồng thời ngự kiếm ra ngoài. Không đến một lúc, chỉ thấy trong tiệm từng đạp thân ảnh đạp kiếm bay ra ngoài, những bóng người này có tốc độ cực nhanh, không đến một lúc đã đuổi theo phía sau Phương Khải. Trong tiệm, sắc mặt An Hổ Uy đen kịt một màu. "Được rồi, An huynh. Để bọn hắn chơi đùa một chút đi." Âu Dương chấn bật cười, vỗ vỗ bả vai An Hổ Uy. Trên đường phố thành Cửu Hoa, lập tức thấy được từng đạo kiếm ảnh mang theo linh quang lướt qua bầu trời, vô luận là tu sĩ hay là võ giả đều nhao nhao ngẩng đầu lên, đó là cái gì? có người đạp trên thân kiếm để bay hình như là ngự kiếm thuật lão bản dừng lại tống thanh phong bấm kiếm quyết nhất thời tốc độ tăng vọt chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô cả người té ngửa về sau xoay tròn nửa vòng trên không trung thiếu chút nữa thì đụng vào mặt đất lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại bay từ từ lam yên vẫy tay về phía không trung ha 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 kém quá diệp tiểu diệp điều khiển phi kiếm ổn định bay ngay bên cạnh Tống Thiếu. Muốn giúp một tay hay không? Lâm Thiệu, Hứa Lạc bay không nhanh, rõ ràng là có vết xe đổ của Tống Thanh Phong nên không dám bay nhanh. Lúc này, mấy người trưởng công chúa cơ du, còn có đệ tử của hai đại học Phủ Thịnh Kinh và Hy Di, đứng ngoài cửa tiệm, nhìn từng đạo kiếm quang bay ra ngoài, đều đỏ mắt không thôi, bọn hắn mới chỉ có thể ngự kiếm, còn chưa thể nào phi hành. Đúng lúc này, chỉ thấy kiếm ảnh dưới chân phương thải trong nháy máy liền phân thành hơn 10 thanh trường kiếm giống nhau như đúc, bên ngoài cửa tiệm, thấy hơn 10 thanh phi kiếm bay trở về, bỗng nhiên màn hình lớn mở ra, phát ra âm thanh hoạt động duy nhất của bản điếm trải nghiệm mang bay miễn phí. Muốn trải nghiệm mau lên xe. Xe thần thu danh sơn mang bay, không ít người đang xem, không hiểu chuyện gì, đi ra ngoài tiệm. Vương Thái cũng đi ra cửa tiệm, tìm một thanh phi kiếm rồi bước lên nạp lang hồng vũ nhìn thanh phí kiếm treo giữa không trung liền kinh nghi kiếm này làm sao mà giống mấy người an hổ uy nhìn nhau kiếm bản rộng bởi vì có cái gọi là cao cấp đại khí kiếm thủy tinh điệu thấp xa hoa là kiếm bản rộng à, vương thái gãi đầu một cái làm sao mà giống thanh kiếm lần trước khải tử nhờ ta hỗ trợ làm nhiệm vụ như vậy mặt trên còn có phù văn bốn quả phù văn ngữ điệu này hình như là toàn bộ Tất cả các kỹ năng cộng hai, Tố Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi khó trách bỗng nhiên ngự kiếm thuật của tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Thế mà lại không cho Lưu Vân Đạo cung chúng ta mượn nghiên cứu một chút. Ta đi bắt tiểu tử này trở về, bản tọa cũng đi, An Hổ Uy lập tức ngự kiếm bay ra ngoài. Lão Phu cũng đi, Nạp Lan Hồng Vũ cũng bay thẳng ra ngoài, lúc này, trên màn hình lớn vang lên tốc hành thu danh sơn còn nửa phút nữa xuất phát, xin quý khách nhanh chóng lên xe, thu danh sơn là cái gì, không ít người không biết ngự kiếm phi hành như cơ du, nhị hoàng tử vừa lên phi kiếm vừa không hiểu. Trước cửa thành, thủ vệ thành cùng người đi đường trợn mắt há mồm nhìn từng đạo kiếm ảnh bay ra khỏi thành rồi vút lên trời cao xanh thẳm, mấy người mới ở phi thuyền từ cảng cửu hoa đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời cao thế này cũng bay được, mấy tên thủ vệ ở cửa thành thật là nhiều ngự kiếm phi hành. Quá hùng vĩ! Khoan hãy nói, mấy người tích lũy tiền như thế nào rồi? gần đủ thì chúng ta cũng đi học trên tầng mây phương khải cố ý giảm tốc độ chậm lại để cho những người ngự kiếm phía sau đi lên phương khải đứng ở mũi kiếm cho dù kiếm khí phá vỡ cương phong vẫn khiến cho khí lưu thổi đến khiến áo hắn tung bay đằng sau lưng là gần trăm phi kiếm tạo thành một dài ngân tuyết thật dài trên bầu trời mặc dù có vài người không thuần thục nhưng đã bay trong tiên kiếm nhiều lần như vậy rồi cũng không đến nỗi là sợ độ cao chẳng qua mấy người còn chưa từng bay ở trong hiện thực như cơ du nhị hoàng tử ngũ hoàng tử tiêu lãnh vũ tiếp theo là siêu cấp vòng tròn lớn chỉ thấy những người dẫm lên phi kiếm của phương khải bao gồm cả hắn bỗng nhiên nghiêng xuống sau đó tất cả đều dựng ngược vạch ra một đường cong tròn lớn trên bầu rời mk a a a a a hải âu trên rỉ trước bão tố chúng nó bay tán loạn trên mặt biển như là muốn che giấu nỗi sợ hãi của mình đối với bão tố vào sâu trong biển cả. Từng đám mây đen như một ngọn lửa xanh thiêu đốt trên đại dương bao la. Biển cả đón nhận từng đợt sấm sét như kiếm quang, đem bọn nó dập tắt trong lòng mình. Những ánh sét này, như những đầu hỏa xà, cuốn lượng trong biển lớn, nhoáng một cái liền biến mất. Có lẽ cảnh tượng nhìn thấy trước mắt chính là như vậy. Thời tiết xấu như vậy, đúng là không phải ngày lành để xuất hành đứng ở rìa một tòa pháp chu cỡ trung là một thiếu niên vóc dáng không cao, ước chừng là 1,6 mét, đưa đôi mắt hiếp nhìn về phía bên ngoài pháp chu. Ai nhìn vào cũng thấy được là hắn đang u buồn. Hôm qua vẫn trời quang mây tạnh cả vạn lý, hôm nay liền gặp thời tiết quỷ quái này. Một người trẻ tuổi mặc áo tròn màu xanh xám, có dáng người cao hơn người bình thường, đứng ngay bên cạnh người thiếu niên kia, cả người lộ ra một vẻ rất bình thường. Hử! thiếu niên kia có chút kỳ quái phương tiên sinh không phải hôm qua thời tiết cũng như vậy sao nói đến thì chủ thuyền đúng là tốt giá rẻ như vậy mà có thể ngồi lên pháp chu như này thiếu niên bắt đầu lẩm bẩm phương tiên sinh này là người duy nhất mà hắn quen biết trên pháp chu dù sao tất cả đều là người bình thường từ địa phương nhỏ chạy đến thành thì lớn nơi mà tu sĩ hội tụ đương nhiên người bình thường mà có thể lên pháp chu tất nhiên là vẫn phải có một chút tu vi thí dụ như trâu mạc hắn sau khi kiểm tra có thiên phú trở thành tu sĩ được thúc thúc hắn bỏ hết tài sản tích góp vài năm để đưa lên pháp chu tiến về nơi tu sĩ hội tụ là thần tinh hải vực để cầu học đúng rồi nghe nói cái thần tinh hải vực kia tu sĩ nhiều như cậu không biết có phồn vinh như vậy thật không phương khải cũng nhứt hết cả trứng sau khi bắt đầu ngẫu nhiên truyền tống kết quả là bị truyền tống đến một cái tiểu quốc mà tu sĩ hay võ giả chẳng có được mấy người Xuyệt. Nghe Phương Khải nói như vậy, trâu mặt tái hết cả mặt, mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có ai mới mở miệng nói, nói vậy mà bị những tu sĩ lão gia kia nghe được là chết người đấy, ngoài ra. Phương Khải cũng không thèm để ý đến lời hắn nói, chỉ chỉ về đằng trước tòa thành kia gọi là gì, không phải ở hướng chính đông sao? Có phải hướng hơi bị chênh lệch một chút, có sao, trâu mặt nhìn về phía trước, gãi đầu, không biết nói gì cho phải Phương tiên sinh, ngươi lại không biết đường. Nói cũng đúng. Phương Khải đi vào trong khoang thuyền vậy ta đi nghỉ trước. Hừ, đúng lúc này, một đại hán mặc áo ngắn từ trong khoang thuyền đi tới, nhìn thấy Phương Khải nhìn lại, liền mang theo cái mặt sẹo trừng mắt nhìn tới nhìn cái gì. Tinh lão tử móc mắt ngươi ra hay không? Phương Khải nhíu mày, hình như gia hỏa này ở sát vách phòng mình, vô vi đạo minh, luyện khí thất. Chư vị lại đây xem. Quân Dương tử cầm trong tay một cái đầu sói màu trắng, giải thích với mọi người về thành quả nghiên cứu năng lực tụ khí, không biết khi mọi người nhìn thấy loại vật này thì nghĩ tới cái gì, còn lão phu thì nghĩ tới cái mà mọi người đều nghe nói qua, ngọc phù. Phù triện phổ thông, sau khi chế tạo có thể thi triển một đạo pháp thuật, phù triện sẽ tự hủy. Quân dương tự nói nhưng ngọc phù thì lại khác, ngọc phù có thể chứa nhiều pháp thuật, như vậy cách thức chứa đựng này liệu có thể vận dụng cho trang bị hay không? Quân dương tử chỉ vào đầu sói trong tay đây chính là bao hàm kỹ thuật tiên tiến hơn so với chúng ta, sau khi nghiên cứu triệt để thứ này, có lẽ về sau phù triện của chúng ta có thể không cần những tài nguyên hạn chế như ngọc, da. Có thể trực tiếp tăng cường vào vũ khí, pháp bảo, vô luận là thi triển hay mang theo đều vô cùng tiện lợi, lại khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ khắc dấu không được tốt chính là phụ ma. Quân dương tử nói. Như cái mũ đầu sói này, gia tăng một cấp nguyên tố tên là tự nhiên nhưng về mặt khắc dấu có không ít vật liệu mà vô vi đạo minh chúng ta không có nếu như có thể tìm được nguyên liệu thay thế lão phu có lòng tin đem nó phục chế lại còn nếu như muốn một suy ra ba rồi dựa vào đó để đem pháp thuật của các tông môn tổng kết thành phù văn phụ tố thì chỉ sợ chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài quân dương tử lão huynh đoán bất di của lưu vân đạo cung nói đã đủ rồi theo ta thấy vấn đề cần giải quyết bây giờ chính là phụ ma vào những pháp khí kia tiền tố thì tạm thời không nói hậu tố phụ ma sẽ khiến cho mỗi kiện pháp khí đều mạnh lên đây mới là mấu chốt phương khải nằm trên giường nhìn ngọc đưa tin không chút động đậy ở chỗ này dường như ngay cả ngọc đưa tin cũng không dùng được rốt cuộc là đã đem ta truyền tống đến nơi nào rồi phương khải nhàm chán nhìn bầu trời đang dần ảm đảm qua cửa sổ làm bằng lưu ly trên đó xuất hiện một vài ngôi sao bỗng nhiên có một màn sương như dải lụa trắng thổi bay ngang qua cửa sổ. Sương lên, Phương Khải đang ngồi xếp bằng trên giường liền đứng dậy. Đây không phải là Pháp Chu đi hát giao thành. Ta muốn xuống, bỗng Phương Khải nghe thấy một tiếng la hét ở sát vách, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng va đạp kịch liệt. Cái quỷ gì vậy? Phương Khải xuống giường, còn chưa đi ra ngoài liền nhìn thấy một vũng máu chảy qua khe cửa. Mở cửa, chỉ thấy đại hán mặc áo ngắn bị kéo ra ngoài tên tu sĩ đang kéo kia nhìn thấy phương khải liền nói không muốn giống như hắn thì đi vào phòng bầu không khí có chút quỷ dị khó hiểu phương khải làm sao thấy phương khải không động đậy hai tên tu sĩ quay đầu lại nhìn phương khải mở miệng nói không phải ta muốn hỏi một chút rốt cuộc pháp chu này đi đâu bán biên thành tên tu sĩ hơi mất kiên nhẫn đáp lại một câu cái gì thành phương khải cũng không để ý nó là cái gì thành lại hỏi một câu nơi đó nhiều người không nhân khẩu dày đặc không độ tiêu pha thế nào tu sĩ mặt trắng phương tiên sinh bỗng nhiên bên ngoài có sương mù rất kỳ quái trâu mặt đi từ ngoài khoang thuyền vào đi không bao xa thì nhìn thấy phương khải còn có cả tên tu sĩ mặt trắng đang kéo thi thể hắn rùng mình một cái chết chết người tu sĩ mặt trắng nhìn hai người một chút rồi tiếp tục kéo thi thể rời đi Phương, Phương tiên sinh, trâu mạc lo sợ đi đến, nhìn vết máu trên mặt đất còn chưa được lau đi, đây là, đây là chuyện gì? Ta cũng không biết. Phương Khải mở miệng nói ta thấy ngay bên cạnh có người hô, đây không phải xe đi hắt giao thành, ta muốn xuống xe, vừa mở cửa ra thì thấy chuyện này. Cái gì? Trâu mạc bối rối, nhìn về Phương Khải. Phương Khải bật cười nói chỉ đùa một chút thôi, ngươi biết bán biên thành là nơi nào không? bán biên thành. Trong mặt nhìn Phương Khải đầy kỳ quái, đồng thời mang theo chút hoảng sợ nói ngài hỏi chỗ đấy làm gì, bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì chẳng lẽ. Ý của ngài là, đây là Pháp Chu đi bán biên thành. Phương tiên sinh. Chúng ta. Nghe thấy cái tên này, giọng của hắn dường như có chút cà lăm. Chúng ta mau chạy đi. Lúc trước cũng có người nghĩ giống như ngươi. Phương Khải chỉ vào hướng vết máu bị kéo đi thi thể cũng đã lạnh. Mạc. phương khải nói vẫn là nói thử xem bán biên thành là địa phương gì đi bán biên thành lúc này trâu mạc mới lên tiếng dùng chút từ ngữ lúng túng để miêu ta kỳ thật ta cũng không rõ cho lắm chỉ nghe người ta nhắc qua đó là một nơi thần bí đáng sợ cũng là nơi có rất nhiều tu sĩ tà ác cũng có thể là nơi cất giữ những đồ vật cực hung cực ác là môi trường thích hợp của tội ác nghe nói ở nơi đó quân chủ một nước hoặc quý tộc cũng có thể tùy ý đấu giá ác ma uống máu tươi cũng có thể đi đàng hoàng giữa ban ngày làm sao càng nghe càng giống những câu chuyện dỗ tiểu hài nhi đi ngủ phương khải phiền muộn vuốt cằm nhưng nghe quá dường như là người ở đó rất nhiều tiền so với những tu sĩ ở hắc giao thành mà ngươi nói có nhiều tiền hơn không trâu mạc hay là cứ đi bán biên thành là được cả người trâu mạc đều chảy mồ hôi lạnh nói nghe nói bên trong tòa thành kia đều là chỗ của tà ma. Khó trách người kia giết người như giết gà. Nguyên lai là người ở đó. Đã là tu sĩ. Không phải đều là ngươi giết ta, ta giết ngươi sao? Phương Khải khoát tay nói tỉ như là hàng lão ma, lộ lão ma, người nào trên tay không một đống mạng người, dù sao không phải ai cũng có thể chơi trò chơi để mạnh lên. Trâu mạc, bắp chân như nhũng ra. Phương tiên sinh, ngươi không sợ sao, sợ cái gì, Phương Khải nhìn thiếu niên thấp hơn hắn một đoạn ở trước mắt này, ta chỉ sợ bọn hắn không có tiền. Được, trở về ngủ một giấc. Ngày sau đến thành thì mới là đẹp. Phương Khải duỗi lưng một cái, dường như người ở tòa thành thị này không chỉ là có tiền mà lại là rất có tiền. Điều này khiến cho tâm tình của hắn khi phải lặn lội đường xa tốt lên không ít. À, lão bản bây giờ chạy đi đâu rồi? Không thấy trực tiếp. Một bên khác. Khương Tiểu Nguyệt tay cầm hộp mì tôm, má phòng cả một bên, vừa ăn vừa nghĩ khẳng định là chạy ra ngoài chơi, Tiêu Ngọc Luật đi vào trong tiệm, nhìn bốn phía sao không thấy lão bản. Hôm nay không trực tiếp sao? Không phải đi Abo sắp qua cửa rồi sao, lão bản đi xa nhà. Khương Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi không biết sao, đi xa nhà rồi. Bao giờ trở về? Tiêu Ngọc Luật lập tức cao giọng, phải biết là chơi trò chơi trong tiệm, người chơi hay nhất chính là lão bản đánh rất ít khi mắc sai lầm những người khác đều rất kém ta cũng không biết khương tiểu nguyệt liếc mắt ngươi có vẻ còn ngóng lão bản trở về hơn so với ta à. tiêu ngọc luật ngẩng người hắn giọng một cái nghiêm mặt nói làm sao bản thiếu lại ngóng tiểu tử kia trở về tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về khương tiểu nguyệt ăn xong mì tôm vỗ vỗ cái bụng nhỏ ăn ngon quá tiếp đó nhìn qua một chút đã qua giờ cao điểm lên máy khương tiểu nguyệt vội vàng đi từ quầy hàng xuống tìm một chỗ ngồi mở tiên kiếm kỳ hiệp truyện ra a à, tại sao ngươi có thể chơi tiêu ngọc luật ngẩng ra ngay sau đó tới tới bản thiếu biết toàn bộ quá trình qua cửa còn có các loại bảo vật ẩn tàng chỉ có ngươi không nghĩ tới chứ không có cái gì bản thiếu không biết đợi bản thiếu giảng giải cho ngươi một phen cam đoan thuận lợi qua cửa Đồng thời đánh ra kết cục nguyệt như không chết. Xuống thuyền, xuống thuyền, chết chắc. Chết chắc, Trâu Mạc nấp trong phòng run rẩy ta không nên tham rẻ mà ngồi lên pháp chu này. Lần này chết chắc, bang bang bang, ta nói Tiểu Mạc, có đi hay không? Đi, Trâu Mạc vẫn có rúng ở trong phòng, dường như là phải chịu sự sợ hãi cực lớn đi đâu. Có thể không bị bọn hắn giết hay không? Ta sao mà biết được? Chuyến bay đã đến trạm, có đi hay không? không đi ta đi. Phương Khải mở cửa, nhìn trâu mạc đang núp trong góc tường. Đến. Đến trạm, trâu mạc từ từ đứng dậy, cắn răng một cái chết thì chết, dường như ở bất kỳ thành thị nào cũng là không cho phép pháp chu bay trên bầu trời, cái pháp chu này cũng không ngoại lệ, dừng ở sát bên ngoài thành. Đương nhiên, khi mà Phương Khải nhìn thấy trên không trung thành thì có vài chiếc pháp chu lớn đang nổi lơ lửng, lập tức bỏ đi ý nghĩ bản thành này cấm bay trước mắt là một tòa thành trì vô cùng lớn nhưng kỳ dị là tòa thành này có gần một nửa địa phương là vùng phế tích mà một nửa thành thì khác thì phong cách khác nhau kiến trúc cao thì cao mấy chục mấy trăm tầng cũng có thấp thì cũng một hai tầng như nhà dân ở thành cửu hoa nhưng cho dù là nhà dân thấp bé thì nó cũng không lộ vẻ đơn sơ thậm chí mỗi một căn nhà đều có linh lực dao động ở xung quanh vách tường thì như được trang hoàng đến trắng loãng như mới toàn bộ thành thị khiến cho người ta nhìn thấy một cảm giác mới mẻ nhìn qua một chút cho dù là phương khải thì cũng chưa từng gặp hoặc nghe nói qua thành thị nào cổ quái như vậy trên đường phố đi lại đều là tu sĩ có phong cách ăn mặc khác nhau dường như không nhìn thấy võ giả phát chu của bọn hắn ước chừng chỉ có mười mấy người dẫn đường chính là tên tu sĩ mặt trắng lúc trước phương khải đi theo bọn hắn vào trong thành ước chừng đi qua bảy tám con phố một đường nhìn lại, vùng này cũng coi như sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, người đi trên đường cũng rất trật tự. Đương nhiên, nếu như không phải đi qua một con hẻm thấy mấy tên tu sĩ đang cản đường ăn cướp thì có lẽ hắn vẫn sẽ một mực bảo trì cái nhìn này. Có thiên phú bán đi làm dược đồng, không có thiên phú thì cầm đi luyện đan. Chuyến này chắc là có thể bán được giá tốt. Tên mặc áo choàng màu lam kia hình như cũng có chút tu vi, thằng lùng kia cũng là hạt giống tốt nghe mấy người nghị luận về mình như là bán thịt heo ven đường phương khải tối sầm mặt cái này không thể nhịn nghĩ như vậy phương khải liền đến trước mặt hai người mấy vị tất cả mọi người đều nhìn phương khải bỗng nhiên đi đến trước mặt họ mặc dù ta rất cảm tạ các ngươi mang ta thuận buồm xuôi gió nhưng ta vẫn muốn nói ta không phải nhằm vào riêng ai mà ta muốn nói tất cả chư vị ở đây đều là rác rưởi phương khải lễ phép nói Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về Phương Khải, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó liền cười vang. Phương tiên sinh, trong mặt đơ ngay tại chỗ, ngay sau đó vội vàng nói lời xin lỗi thật có lỗi. Bằng hữu của ta nhất thời khẩn trương, nói sai. Nhất thời khẩn trương, nói sai, mấy người nở nụ cười không chút kiên kỵ. Vì, tiểu tử, có phải ngươi còn chưa rõ tình hình không? Một tu sĩ to cao sau lưng tu sĩ mặt trăng tiến lên phía trước, chỉ dùng một cách tay nắm đầu trâu mạc, nhấc cả người lên hắn lên, sau đó tiện tay ném như ném rác, cả người trâu mạc đụng mạnh vào vách tường, khiến cho hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị lệch vị trí, phun ra một ngụm máu tươi, tu sĩ to cao đi lên về trước, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cười nói tiểu tử, đừng tưởng ngươi ở cái tiểu quốc kia có tu vị không tệ là có thể ở. Trước mặt chúng ta làm anh hùng, võ sư. Hay là đại võ sư? Ta có thể nói cho ngươi biết, võ tông ở ngay trước mặt lão tử cũng chẳng là cái gì ngươi vừa nãy mới nói cái gì tu sĩ to cao móc lỗ tai có thể lặp lại lần nữa hay không hì 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 được rồi đừng khiến người ta hoảng sợ một tên tu sĩ gầy gò đội mũ tròn nhỏ mọc ra hai cái râu chuột vô cùng quái dị nếu như đặt ở thế giới trước kia của phương khải chỉ sợ tên này ngày nào cũng bị đánh để hắn hưởng thụ chút trừng phạt biết rõ quy định ở đây là được rồi đừng làm hỏng làm hỏng sẽ không được giá tên tu sĩ to cao hờ hững trả lời rõ đúng lúc này chỉ thấy khí tức toàn thân phương khải không ngừng tăng lên từ võ sư đến đại võ sư vẫn cũng không dừng lại mãi cho đến võ tông mới ngừng lại võ tông võ tông trẻ như vậy ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên ngay sau đó liền cười ha hả phát đạt lần này phát đạt nhất định có thể bán tiểu tử này với một cái giá tiền rất lớn trong mắt tên tu sĩ gầy gò kia như sắp trừng ra ngoài, cả kinh hét lên còn trẻ như vậy đã là võ tông, tuyệt đối là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Căn cốt của hắn bán đi, tuyệt đối là giá trên trời, ánh mắt tên tu sĩ to cao cũng tỏa sáng, giữ tợn cười nói đã nói rồi, võ tông chẳng là cái gì, thế mà ngươi ở thời điểm này còn dám lộ ra tu vi thật, ta không biết là lá gan ngươi lớn hay nên nói ngươi ngu xuẩn đây, chẳng qua đối phó với võ tông, vẫn phải tốn chút công phu chỉ thấy âm thanh của tên tu sĩ to cao ngày càng âm trầm, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu bành trướng, làn da trở nên thô ráp, từ bên trong làn da mọc ra những cái vảy dày đặc, thậm chí ngay cả trong miệng cũng mọc ra những cái răng nanh dài. Giống như một con yêu ma to lớn, tục truyền rằng, tu sĩ có thiên phú không tốt sẽ tu luyện một môn công pháp tà môn có thể thôn phệ huyết mạch yêu thú để tăng cường tu vi bản thân, mặc dù phương pháp này hữu hiệu nhưng cũng tạo ra tác dụng phụ không nhỏ thí dụ như là một khi thi triển toàn lực thì không cách nào duy trì hình người mà thân thể sẽ hóa thành một loại người không ra người yêu không ra yêu ngươi cảm thấy chỉ bằng một tên võ tông nho nhỏ như ngươi có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta thật xin lỗi ta không có thời gian nói nhảm cùng các ngươi chỉ thấy sau lưng phương khải chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số kiếm ảnh rồi bắt đầu hóa thành một màn bạch ngân đầy trời màn kiếm này như che đậy cả bầu trời Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này, màn kiếm trên bầu trời kia như là một mảng mây đen bao phủ lòng bọn họ. Trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên đầu óc họ trở lên trống rỗng, có khả năng là các ngươi ở đây có hiểu lầm gì đó đối với võ giả. Phương Khải nói võ giả chúng ta ở bên kia, đều có thể đánh một tên tu sĩ vượt một đại cảnh giới. Vạn kiếm quyết. Rơi, chỉ thấy vô số lưỡi dao màu trắng bạc rơi xuống như cuồng phong bảo vũ, tên tu sĩ biến thành nửa người nửa yêu vừa còn kêu gào võ tông chẳng là cái gì bây giờ vô cùng hoảng sợ liền quay đầu bỏ chạy ầm 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 dường như trong nháy mắt mấy trăm thanh phi kiếm cùng nhau rơi xuống lưỡi kiếm liền chặt chém huyết nhục hắn tên tu sĩ to cao bị lưỡi kiếm ghim chặt trên mặt đất ngay sau đó mấy trăm thanh kiếm đem một mảnh đất ở đấy hóa thành một rừng kiếm hai tên tu sĩ cầm đầu liền lui về phía sau mấy chục bước hải hùng mà nhìn một rừng kiếm này tên tu sĩ cao to kia đã không thể chết hơn được nữa còn di ngôn gì sao những lưỡi kiếm phía sau phương khải dường như không bị giảm bớt cùng vọng tên tu sĩ mặt trắng nói tưởng là giết chết tên phế vật này là có thể chống lại chúng ta chỉ thấy tên tu sĩ mặt trắng lấy từ bên hông một cái túi da đầu ngón tay vạch một cái một giọt tinh huyết nhỏ lên trên cái túi túi da lập tức mở rộng lập tức có vô số mặt người từ trong túi da bay ra vốn bầu trời đang âm trầm bỗng nhiên càng thêm ảm đạm như là bị thứ gì đó kéo vào trong u minh địa ngục. Không bao lâu, những mặt người đang vặn vẹo này dường như là biến mất. Tên tu sĩ mặt trắng cười lạnh, những oán linh này đã phải trải qua vô số lần luyện linh mới có thể hình thành vô hình vô chất, đao kiếm không thể gây tổn thương. Ta xem tên võ giả như ngươi làm sao có thể đối phó? Đúng lúc này, chỉ thấy xung quanh Phương Khải lóe ra một mảng điện quang màu trắng, ngay sau đó là từng tiếng trú thê lương vang lên, thần thánh trùng kích. Những dòng điện vô hình tràn ngập xung quanh người Phương Khải, tất cả những linh thể vô hình vô chất đến gần đều bị đánh cho hiện nguyên hình, khiến cho vùng này như hóa thành một mảnh địa ngục. Những võ giả chúng ta giết u linh đều là giết từng đám một. Phương Khải không còn gì để nói so với những đám điện quỷ thì những thứ này chẳng đáng là gì. Tu sĩ mặt trắng, tu sĩ gầy gò. Lần đầu tiên hai tên tu sĩ linh hà cảnh cảm thấy có gì đó không thích hợp tiểu tử này có chút không đúng sắc mặt tên tu sĩ mặt trắng vô cùng âm trầm đi mau cuộc làm ăn này không làm đúng lúc này những phiến kiếm vân trên bầu trời kia hóa thành một dải kiếm lưu màu bạc trắng mãnh liệt lao tới hai người lập tức cắn đầu lưỡi phun ra một luồng tinh huyết đồng thời hai tay đánh mấy đạo pháp quyết cả người lập tức bay đi xa còn mấy tên bên cạnh chậm một bước trong nháy mắt đã bị phi kiếm xuyên qua thân thể tật sau khi vận kiếm quyết chỉ thấy dòng kiếm lưu kia bỗng nhiên biến mất cuối cùng chỉ còn lại hai thanh phi kiếm nhưng hai thanh phi kiếm này lại có kiếm mang cực thịnh uy lực không thể nào so sánh phi kiếm đột nhiên tăng tốc đuổi theo dường như không kém hơn tốc độ hai người đang bay người đi trên đường trong bán biên thành chỉ thấy hai mảnh huyết quang đang điên cùng chạy trốn phía sau là hai thanh phi kiếm lấp lóe điện quang dường như nó còn lấy tốc độ nhanh hơn hai người đang bay để duỗi theo như hình với bóng chỉ thấy hai vệt độn quang lao thẳng vào một cửa hàng không nhỏ tên là hồng lâm dược phường hai người nhìn quanh tiệm thở dài một hơi đại lão bản ở đây an toàn rồi phốc phốc hai thanh phi kiếm như từ thiên ngoại đến xuyên qua não đem máu tươi bắn tung tóe đầy tiệm tất cả mọi người bên trong cửa hàng đều há hốc mồm nghe nói khi đi ra ngoài tâm ngoan thủ lạc một chút cũng tốt không biết cách diệt trừ hậu hoạn này làm có đúng tiêu chuẩn hay không phương khải vuốt vuốt khuôn mặt đang cứng ngắc được rồi dù sao cũng là lần đầu tiên một lần thì lạ hai lần thì quen từ từ sẽ đúng tiêu chuẩn hồng lâm dược phường là một cửa hàng đang dược không nhỏ tu sĩ ra vào tấp lập thấp cũng là nguyên hà cảnh trở lên có vài tên tu sĩ vừa bước vào cửa liền nhìn thấy tràn cảnh máu tươi bắn ra dòng máu đỏ sẫm bắn tung tóe lên giày khiến bọn hắn liền vô ý lùi về sau mấy bước thậm chí ngay cả khách trong cửa hàng bây giờ cũng có chút thất kinh liên tục lùi sang một bên hai thanh phi kiếm đều được vạn kiếm quyết ngưng khí thành hình lúc này đã hoàn thành sứ mệnh nên lập tức tiêu tán thành một đoàn linh khí là ai rốt cuộc là ai tần hồng lâm là một lão đầu mặc áo bào đan sư trong tay cầm một quải trượng đầu rắn lưng hơi còng nhìn còn mang theo một chút vẻ tiên phong đạo cốt đương nhiên cũng chỉ vẻn vẹn là nhìn vừa lúc hắn từ phía sau đi tới thì nhìn thấy một màn này trong nháy máy Sắc mặt hắn trở lên xanh xám, âm trầm đến cực điểm. Từ khi Tần Hồng Lâm hắn thành lập Hồng Lâm Dược phường này ở bán biên thành, cũng có gần trăm năm, mặc dù đã gặp qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ, nhưng chưa từng có người nào dám ở trong tiệm của hắn, giết người của hắn, mà lại còn ở ngay trước mặt hắn, phía sau hắn là một tu sĩ đầu trọc có diện mục âm tàn cùng với một nữ tu sĩ trang điểm đậm đặc vừa lúc đi ra đại lão bản, có chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó hai người nhìn thấy hai cổ thi thể trong tiệm, liền kinh ngạc một trận, ai? Rốt cuộc là ai, vậy mà lại vô pháp vô thiên như thế? Không đem hồng lâm dược phường chúng ta để vào mắt, trong nháy mắt, sắc mặt hai người trở lên lạnh lẽo, tiếc niệm. Hứa bưu, lập tức có hai tên tu sĩ cung kính tiến lên phía trước. Đi điều tra rõ ràng, tên nữ tử diêm dúa nắm lấy canh tay tần hồng lâm, dịu dàng nói đại lão bản, không phải hồng cốt đang ngài đang chuẩn bị luyện chế cần một vị chủ dược tốt sao? Không phải đây là vừa vặn đưa tới cửa, vậy thì phải chờ xem tu vi tên kia không làm lão phu thất vọng mới được, trâu mạc từ từ mở hai mắt, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã bớt vặn vẹo đi rất nhiều, nhìn thấy người trước mắt, Phương. Phương tiên sinh, bên này. Ở ngay bên này, một loạt tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù trước đó Phương Khải nhìn thấy có người chặn đường cướp bóc đúng là không có ai quản, nhưng động tĩnh vừa rồi cùng quá lớn, không có khả năng không có ai chú ý tới. Lúc này, Phương Khải nhìn thấy một đội tu sĩ ăn mặc khác nhau, nhưng trên ngược lại theo hình hắc hổ giống nhau, đang hung hăng đi tới. Cầm đầu là một đại hán vạm vỡ, lạnh giọng quát sao lại thế này? Ta không biết. Phương Khải một mặt vô tội nói các vị, ta chỉ là tiểu nhân vật đi ngang qua đây, không hiểu chuyện gì thì thấy những người này ngã trên mặt đất. Không biết. Cả đại hắn mặt sẹo lạnh lùng nhìn Phương Khải. Một tên tu sĩ mặt đen nhìn người trẻ tuổi có tướng mạo bình thường này, khặt khặt cười lạnh nói dạng tiểu tử này, cho dù có cái gan đó nhưng cũng không có năng lực làm. Hử! Pháp khí chưa đồ, một tên tu sĩ trẻ tuổi khác phát hiện ra bên hông một cổ thi thể có pháp khí chứa đồ, hô lên đầy ngạc nhiên. Làm sao? Làm sao, lần này phát đạt rồi nơi này còn có mấy tên gia hỏa này có tu vi cũng không thấp ở đây còn mấy tên gia hỏa đang hôn mê hình như là người bình thường tranh cái gì mà tranh để lão tử xem nào có bao nhiêu linh tinh một tên trừng mắt về phía phương khải nhìn cái gì vậy mấy người các ngươi cút xéo nhanh lên phương khải hô loại địa phương này cũng có thể trị an sao đúng là gặp quỷ đối với phương khải mà nói thế lực bình thường không quan trọng quan trọng là thế lực dù sao cũng không cần thiết phải xung đột dù gì thì mình cũng là mở cửa hàng phương tiên sinh trong mặt cảm thấy thân thể mình như được chữa trị qua cảm thấy tốt hơn rất nhiều lúc này đã có thể đi bộ được vừa rồi xảy ra chuyện gì phương tiên sinh có thấy gì không trong mặt cảm thấy có lỗi nói vừa rồi bọn hắn không làm gì ngài chứ ta cũng không biết Phương Khải thuận miệng nói vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy một mảng lớn phi kiếm rơi xuống, bọn hắn chết thì cũng đã chết, trốn thì cũng đã trốn, bây giờ cũng chạy hết rồi. Quả nhiên thành thị này rất nguy hiểm. Trâu mặt cảm thấy thân thể vẫn có chút khó chịu, ho hai tiếng hay là chúng ta tìm cơ hội rời đi, sợ cái gì? Phương Khải nói ngươi vừa mới nhìn thấy, trong thành này cũng có đội trị an đúng không, có khả năng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Châu Mạc nhớ tới đám thành an đội đuổi hai người đi để lo chia của, lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, loại người này cũng có thể trông cậy hay sao, Phương Khải hướng vào nội thành đi tới, vừa đi vừa lên tiếng ta đã nghĩ kỹ, về sau sẽ mở một cửa tiệm ở ngay tại tòa thành thị này, ngài thật sự muốn mở tiệm ở đây. Đúng vậy. Phương Khải gác hai tay sau gáy, hài lòng nói ngươi xem tòa thành thị này, khắp nơi đều là tu sĩ, bốn phía đều là lầu cao, đá lát đường thì bằng phẳng, cây cối thẳng hàng, dưới gốc cây thì cũng đầy hoa. Đây quả thật là, nửa thành phòng ốc nửa thành cây, khắp nơi một màu xanh biếc nồng. Phương Khải nói thành thị như này, ngươi không cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với cái hắc giao thành kia sao, Phương Khải nhìn bầy trời đang âm trầm ngoại trừ thời tiết dễ mưa thì chắc là không còn khuyết điểm gì, Phương Khải vừa dứt lời, chỉ thấy một con chim hạ cánh đậu lên trên một cành cây ngay bên cạnh, bỗng nhiên thấy cành cây co lại, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam máu tươi từ trên cành chảy xuống, làm cho đám hoa ở dưới càng lộ ra vẻ đẹp hơn. Trâu mạc vừa đến gần những đám hoa này, đang định ngắt lấy một đóa thì thấy cảnh tượng này, lập tức trùng mình, vội vàng rời xa mấy mét, Phương Khải. Khả năng là người bình thường không thích hợp ở cái địa phương này. Được rồi, tiểu mạc, ngươi định thế nào? Cửi pháp chu đi hắc giao thành sao, ta? Mặc dù trâu mạc rất muốn rời khỏi tòa thành thị này, nhưng đếm số tiền trong túi cũng không còn bao nhiêu đành cúi đầu nói vẫn đánh phải lưu lại thôi phương tiên sinh định mở cửa hàng gì trâu mặt vuốt vuốt ngón tay xấu hổ nói nếu như có thể ta có thể ở trong tiệm phương tiên sinh giúp một tay bây giờ ta cũng chỉ biết mỗi phương tiên sinh mà thôi hắn nhìn những phòng ốc ở xung quanh có liên quan nhàn nhạt lưu chuyển nói với lại có cửa tiệm chắc là sẽ an toàn hơn rất nhiều trâu mặt lớn tiếng nói ta sẽ làm việc chỉ cần có ăn có ở là được nhìn phương khải không nói gì trâu mạc vội vàng nói nếu như phương tiên sinh cảm thấy yêu cầu quá cao việc ăn ta tự giải quyết là được ừm mặc dù bây giờ còn chưa làm sinh ý nhưng trong tiệm sớm muộn gì cũng phải nhận người phương khải xoa cầm nói vậy được rồi bao ăn bao ở giai đoạn đầu có khả năng là không có tiền lương tạ ơn phương tiên sinh a à, không phải lão bản mặt mũi trâu mặt tràn đầy cảm động vội vàng cúi người nói rất cảm tạ phương khải tùy ý nói vậy bây giờ đi tìm xem có chỗ thích hợp mở cửa hàng hay không nếu nhìn hoàn cảnh bên ngoài mà coi đó là diện mạo của cả toàn thành thị này thì rất sai tòa thành thị này cũng có xe thú chỉ bất quá trước mặt là con cự khuyển màu đen to lớn vô cùng dữ tợn trong mũi thở ra từng tiếng phì phì miệng hơi mở như là muốn nuốt cả người phương khải vào trong đó vị bằng hữu này định đi đến đâu một hán tử mặc áo ngắn ngồi trên xe cười nói. Phương Khải với trâu mặt ngồi lên xe đi vào trong thành, tiện thể nói cho ta biết khu vực nào trong thành thị tương đối phồn hoa. Lần đầu đến bán biên thành, hán tử kia cười hắc hắc, nói ngươi hỏi đúng người rồi. Người ở bên ngoài, dường như là có chút hiểu lầm đối với tòa thành này. Hán tử mở miệng nói kỳ thật là ta muốn nói, nơi đây, so với những cái quốc gia có thế lực thất thất bát bát kia thì tốt hơn nhiều mà trị an lại cũng không tệ. Ngươi nói nghiêm túc sao? Phương Khải vừa trải qua một khoảng thời gian, đúng là không còn gì để nói. Hắc hắc. Thỉnh thoảng có một vài chỗ hở. Hán tử nhếch miệng cười nói chẳng qua thì phần lớn thời gian vẫn là rất tốt. Mặc dù tòa thành này có không ít khu vực phồn hoa, nhưng mấy chỗ phồn hoa nhất thì khu buôn bán nô lệ ở thành Bắc có thể tính là một chỗ. Còn ở khu thành Tây thì chủ yếu về đan dược, pháp khí, công quyết thậm chí một vài đồ vật ở trong di tích cũng có. Hán tử lái xe tiếp tục nói khu từ thành Bắc đến thành Đông kia cũng không tệ. Chẳng qua lợi hại nhất, vẫn là khu vực trung tâm, nghe nói ở nơi đó, mới là nơi tập trung các đại nhân vật. Ở địa phương này, chân hồ cảnh cũng chỉ có thể xem như tu sĩ phổ thông, nghe nói, Phương Khải kinh ngạc nhìn hắn, ngươi còn chưa đi qua, ta sao có thể, hắn tự lái xe cười nói, nếu như không ai dẫn dắt, người bình thường đi vào nội thành một chuyến mất một ngàn linh tinh. Ta cũng không thừa tiền, một. Một ngàn. Trong mặt tặc lưỡi nói đây không phải là cướp tiền sao, đối với chúng ta mà nói thì đúng là như vậy. Hắn tự lái xe giải thích chẳng qua nội thành bán biên thành mới chân chính là trung tâm toàn bộ thành thị, nghe nói ở đó, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được, cho dù là chủ một nước, hoặc đầu một tên đại tu, thậm chí là bí thuật đã thất lạc mấy ngàn năm đúng rồi Châu mạc chỉ vào thực vật ven đường khiếp đảm nói trong tòa thành đều là thực vật kiểu này sao thực vật hán tử lái xe nhìn đám thực vật ven đường giật mình nói ngươi nói là thứ này không cần lo lắng bình thường hôn không chọc chúng nó thì chúng nó cũng chỉ săn một vài con thú nhỏ mà thôi sẽ không chủ động công kích người đây là một bộ phận phòng ngự của thành bắc các khu thành khác muốn nhìn thấy cũng không có hử bọn chúng không gây tổn thương người sao trong mặt vô cùng kinh ngạc nhìn đám thực vật vừa mới ăn một con chim này. Đương nhiên, hắn tự lái xe giới thiệu bình thường thì huyết luôn một trong bán biên thành sẽ không tấn công người. Dứt lời hắn còn nhiệt tình dừng xe ở bên cạnh một gốc cây, đến gần đó rồi chạm vào những cành cây cùng với lá non các ngươi xem, trước giờ chúng không tấn công người, sau một khắc, chỉ thấy những chồi non điên cùng cuốn đến. Hắn lập tức bị cuốn thành cái bánh chưng, thả ta ra ngoài. Mẹ ngươi! Thả lão tử ra ngoài, hắn điên cuồng dãy dụa. A à, a, à, Phương Khải. Trâu mạc. Chỉ thấy đầu yêu thú kia dường như không nhịn được, quay đầu vồ một phút, hơn phân nửa cành cây đứt ra, lúc này hắn tự lái xe mới thoát ra được. Hô. Hô. Suýt nữa thì quên mất, gia hỏa này đói bụng thì sẽ hút máu. Chẳng qua bình thường thì cũng không chết người. Phương Khải. Trâu mạc hán tử này tên là vương hiển sắc mặt hắn lúc này không được tốt lắm đây con mẹ nó đúng là thiệt thòi lớn rồi cám ơn a à. không thì hôm nay mắt mẹ nó bệnh thiếu máu vương hiển sờ lên đầu con yêu thú không nhịn được lại mắng tiếp một câu mẹ nó tự nhiên bỏ rơi nhiệm vụ mà đi làm chuyện không đâu phương khải phát hiện xa phu ở thế giới này không khác gì lái xe ở kiếp trước đều là hay nói cùng với một vài chuyện lý thú hay truyền ngôn của một vài đại nhân vật cái gì cũng biết, làm cho hai người tương đối hiểu rõ về tòa thành thị này. Vương Hiển mang hai người đi lòng vòng ở gần nột thành, cuối cùng Phương Khải cũng tìm một nơi rồi xuống xe. Trước mặt là một loạt ngã rẽ, đường đi được lát bằng đá trắng bóng loáng, nghe nói là được làm bằng hoa tuyết đặc biệt ở bán biên thành, mặt tường dày đặc như tuyết trắng, hai cửa sổ thủy tinh được mở ra, nhìn cực kỳ hài hòa. Lưu lượng người ở đây không quá dày đặc, nhưng cũng không vắng vẻ, Phương Khải dừng lại vì hắn nhìn thấy một cửa hàng mặt đường có treo thông báo chuyển nhượng. Về phần vì sao Phương Khải không đi nội thành. Chẳng phải khách hàng ngoại thành muốn vào chơi trước hết phải mất một ngàn cho những thành vệ kia sao. Loại chuyện này Phương Khải sẽ không làm. Lão bản trong tiệm là một lão gia tử tóc trắng xóa, mặc áo bào tơ, nhìn tinh thần cũng không tệ. Lão bản, cửa hàng này muốn sang tay sao, Phương Khải thuận miệng hỏi thăm một tiếng lão gia tử có vẻ hơi tức giận mua nổi sao, Phương Khải vui vẻ mua không nổi thì còn hỏi làm gì. Ba vạn linh tinh có đủ không, ba? Ba vạn, trâu mặt ở bên cạnh liền giật mình kêu lên, lúc này lão gia tử mới ngẩng đầu lên ba vạn linh tinh, đúng là có tiền, tiểu oa nhi, mang nhiều tiền trên người như vậy không an toàn đâu. Nếu không thì ngươi bỏ ra thêm một vạn, lão phu cùng thế lực ở nơi này có chút quan hệ, đến lúc đó sẽ để bọn hắn chiếu cố ngươi một chút lão gia tử bật cười nói phương khải nhún vai cái gì mà chiếu cố cần một vạn linh tinh vẫn là thôi đi có cửa hàng mặt đường là được rồi trong thành này không an toàn lão gia tử thản nhiên nói phương khải nhíu nhíu mày lão gia tử sao ngài phải lo lắng nhiều như vậy a à, tùy ngươi người trẻ tuổi bây giờ đều có chút không biết điều lão gia tử lấy ra một tờ khế ước lão già ta cũng không muốn nhiều hai vạn tám lấy linh tinh ra ký giấy khế ước cửa hàng chính là của ngươi phương khải nhận tờ khế ước thuận miệng hỏi một câu lão gia tử tiệm này trang trí cũng không tệ bán làm gì lão già ta đã già cũng không còn sức mà coi cửa hàng dứt khoát bán đi để sống yên ổn lão đầu tử lường phương khải một cái nhận linh tinh mà phương khải đưa hai vạn tám một viên cũng không thiếu nhìn người trẻ tuổi này đưa ra hai ba vạn linh tinh mà mí mắt cũng không nháy một cái lão gia tử hơi có chút kinh ngạc chẳng qua cũng không nói nhiều tối nay ta sẽ cho người thu nhập những thứ cần thiết còn đâu để lại cho ngươi ạ à, không cần để lại đâu phương khải liếc nhìn cửa hàng này là một cửa hàng pháp khí được rồi được rồi lão đầu tử nhìn người trẻ tuổi kỳ quái trước mặt tiệm này là của ngươi dứt lời liền thoải mái đi ra ngoài tiệm mặt lão gia tử hôm nay về sớm thế không coi cửa hàng sao một giọng nữ dễ thương truyền từ bên cạnh tới, thuận theo âm thanh nhìn lại, thì thấy đây là một cô nương ước chừng 20 tuổi, mặc váy áo màu đỏ. Cửa hàng cũng bán rồi còn coi cái gì, mặt lão đầu chấp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Nữ tử có chút kinh ngạc. Lão già này có quan hệ rất tốt với cô sao, Phương Khải kỳ quái hỏi thăm. Người mới tới. Đừng nhìn khuôn mặt lão bản ấy mà đánh giá, bình thường mặt lão gia tử vẫn rất tốt tốt. Phương Khải Tràng đây nghi ngờ, nơi này. Tốt, các ngươi từ bên ngoài tới, hắn là đã nghe qua cái tên Mạc Thiên Hành đi. Trong mạc kinh hồn khiếp viết đại tà tu 200 năm trước lừa giết hơn ngàn tu sĩ, chỉ vì tế luyện một đầu tà ma. Cái gì mà đại tà tu, nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái chuyện này ở trong bán biên thành cũng không tính là bí mật, nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao. 200 năm trước, phong gia ở thần tinh hải vực đã từng bắt cóc hơn một ngàn nam nữ tu sĩ sinh vào tháng âm năm âm định bí mật tế luyện một đầu đại ma kết quả là bi mạc lão gia tử phá thậm chí còn giết đến tận bí địa phong gia làm cho kế hoạch của phong gia hỏng mất bảy tám phần kết quả là phong gia thế lớn cùng các phe thế lực đổi trắng thay đen bức cho mặt lão gia tử cùng đường mặt lộ đành phải trốn đến bán biên thành nhìn các người cũng không phải người mất trí không ở được bên ngoài mới chạy đến bán biên thành nàng đánh giá hai người từ trên xuống dưới, lại bồi thêm một câu đừng tưởng rằng bên ngoài ai cũng là người tốt, Phương Khải. Cô nương, bên ngoài không nhất định là người tốt, chẳng lẽ ở trong này lại chính là người tốt, Phương Khải nhìn cô nương mặc trang phục màu đỏ, giày đen, ăn mặc gọn gàng, mở miệng nói. Cô nương, cô nhất định là người tốt rồi. Trâu mặt ngại ngùng nói. Người tốt gì, cô nương áo đỏ trừng trâu mặt một cái, hừ lạnh nói nghe cho kỹ người bản cô nương giết xếp đầy đồng, bạch cốt vứt đầy phòng, trước kia từng có người đắc tội bản cô nương, bản cô nương liền chém đầu hắn để làm cầu đá. Hai tên tiểu tử các ngươi, hừ hừ. Tốt nhất là khách khí với bản cô nương một chút, cô. Cô. Trâu mặt lập tức lùi lại sau mấy bước, sắc mặt trắng nhợt. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Phương Khải chấp tay nói. Vừa đúng tại hạ cũng có cái ngoại hiệu, huyết thủ nhân đồ, ninh dê, yeah, dê, yeah, chắc phương lão bản nói đây là ninh nghị ở chúa tế. Ngại quá, lỡ miệng. Phương Khải lúng túng sờ lên cai mũi, thiếu chút nữa thì mang cả họ tên của ninh thư sinh nói ra. Gưỡng mặt cô nương áo đỏ co quắp một trận. Cô nương mặc áo đỏ này tên là Nguyễn Ngưng, hẳn là sau này sẽ là hàng xóm của Phương Khải trong một thời gian dài, nàng mở chính là một của hàng vật liệu luyện khí. Theo lời nói, đại đa số người ở bán biên thành đều là sinh ra ở nơi này, tỉ như là Nguyễn Ngưng. Đợi đến khi Mạc Thiên Hành phái người đem đồ đặt trong tiệm dọn đi, thì Phương Khải cũng với trâu mạc cũng tranh thủ dọn phòng. Cửa hàng này có hai tầng, cộng thêm kho hàng mà Mạc Lão đầu cất giữ pháp khí, diện tích có thể sắp xếp khoảng mấy trăm máy tính. Ngày hôm sau trâu mạc đi ra khỏi phòng, dường như không dám tin vào mắt mình lão bản. Cái này. Hôm nay cửa hàng chúng ta sẽ khai trương ngày đầu tiên, đợi chút nữa ta sẽ viết quy định lên trên bảng đen, gắn làm tốt nhé. Phương Khải nhìn tên thiếu niên hơi thấp này, vỗ vỗ vai hắn. Lúc này ở trong tiệm cũ, mấy người Tố Thiên Cơ, Nạp Lan Hồng Vũ, Tống Thanh Phong, Khương Tiểu Nguyệt đều ngồi trên ghế salon, Nạp Lan Hồng Vũ vừa ăn mì tôm, vừa nói gần đây Phương Tiểu Tử có chuyện gì sao? Đi ra ngoài lâu như vậy rồi mà không có tin tức. Tiểu Nguyệt, đến chỗ tỷ tỷ ngồi này, Lam Yên thích thú đem tiểu la lị ôm trong ngực cùng ăn mì tôm. Có phải lão bản nhà ngươi mất tích không? Sao lâu vậy rồi mà không có một chút tin tức, nói đến thì gần đây Khương Tiểu Nguyệt rất vui vẻ, bởi vì lúc trước là cuối tuần, bây giờ sắp đến thứ hai, có thể ăn một hộp mì tôm, ta làm sao biết được, Khương Tiểu Nguyệt quệt mồm, uống một ngụm nước mì tôm ngọc đưa tin cũng không liên lạc được, không ở bên trong phạm vi, ai biết hắn đi đâu mở chi nhánh thì mở chi nhánh, đến bây giờ trò chơi cũng không lên, tố thiên cơ phàn nàn Counter -style cũng không thấy người, tìm khắp cả các phòng. Diabo cũng không lên, Nạp Lan Hồng Vũ nói nói cái gì mà phải thông qua ác mộng mới có thể tiến vào địa ngục, lão phu cũng đã đánh tới ác mộng. Bán biên thành. Trâu mặt trận mắt há mồm nhìn quy định trên bản đen mà Phương Khải viết. Thích thì chơi, không chơi thì lăn, ở thành thị khác nhau, từ ngữ sử dụng cũng khác nhau, tỉ như ở thành thì có trật tự như cửu hoa từ ngữ sử dụng sẽ tương đối nhã nhặn còn ở chỗ này thì càng thêm đơn giản trực tiếp lão bản viết thế này không sợ bị người phá tiệm à trong mạc không còn gì để nói mặc dù cảm thấy phương tiên sinh này dường như không phải người bình thường nhưng cái này cũng có người phá tiệm thì ngươi liền hô hô cái gì hô có người đến gây chuyện a à, phương khải duỗi lưng một cái nhìn dưới lầu rộng rãi sáng sủa chứa gần trăm cái máy tính, nói lão bản ta lên máy trước, nói đến đúng là lâu rồi chưa lên. Tiếp đó Phương Khải chỉ vào chữ viết trên bảng đen, truyền kỳ, kích hoạt một tháng 38 linh tinh, một tuần 10 linh tinh, cùng với hai linh tinh một giờ, nói nhở kỹ, một phân tiền cũng không thể thiếu, thích thì chơi, không chơi thì xéo, không cần nói nhảm với hắn. Thành cửu hoa. MK. Trong tiệm lại có cái mới, lâm thiệu vừa lên máy nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một cái ô biểu tượng chim cánh cục hai mắt liền tỏa sáng thông tin chim cánh cục là miễn phí miễn phí không ít người mới ăn xong mì tôm đang chuẩn bị lên máy đều bu lại chỉ thấy lâm thiêu mở thông tin chim cánh cục ra trên màn hình dường như đang quét cái gì đó thành lập số liệu đang đăng nhập ngay sau đó là hướng dẫn tân thủ thông qua hướng dẫn mọi người nhìn thấy cái thông tin chim cánh cục này có thể tìm và tăng thêm hảo hữu ở thành thị khác những thành thị khác mọi người liếc nhìn nhau lập tức lấy ngọc đưa tin ra chúng ta dùng ngọc đưa tin là được rồi dùng thứ này làm gì thử một chút xem sao lúc này mấy người tống thanh phong tố thiên cơ đều vây quanh phía sau để xem chỉ thấy lâm thiệu kích vào một chọn thành thị rất mau hiện ra thành cửu hoa thần tinh hải vực hai cái lựa chọn Thần Tinh Hải vực, Lâm Thiệu không hiểu, quay đầu về phía sau nhìn lại đây là nơi nào, Tố Thiên Cơ cũng không hiểu gì danh tự này nghe thật kỳ quái. Diệp Tùng Đào bày tỏ trong và ngoài Nam Hải cũng chưa từng nghe qua có cái nơi nào như thế, chắc là ở Bắc Hải. Đông Hải, Nạp Lan Hồng Vũ bày tỏ lão phu cũng chưa từng nghe nói qua, Lâm Thiệu vội vàng ấn vào thần tinh hải vực, lúc này chỉ có một người, Phương Đại lão bản. Lâm Thiệu vội vàng dựa theo hướng dẫn thêm Hảo hữu. Lúc này Phương Khải còn đang tìm hiểu xem cái thông tin chim cánh trục này so với kiếp trước của mình có gì khác biệt, lập tức liền nghe được tiếng nhắc nhở thêm Hảo Hữu Phương Khải xem xét, Lâm Thiệu, Thuận tay liền ấn đồng ý mk. có liên lạc, mọi người liền kinh hỉ thông tin chim cánh cục chia làm sử dụng bàn phím và dùng giọng nói nhân vật đưa chữ vào, cái sau thì phải đeo mũ giả lập lên mới sử dụng được Lúc này, Lâm Thiệu bắt đầu đọc ngươi. Đang. Ở đâu? Rất nhanh, trên khung chắc xuất hiện dòng chữ ngươi đang ở đâu. Thần tinh hải vực mặt cười. Phương Khải thuận tay tăng thêm cái ai con. Thần tinh hải vực a à. Cái mặt tròn này là cái gì? Nhìn ngu thật, Khương Tiểu Nguyệt chỉ vào màn hình, không ngừng cười thanh khách. Hỏi hắn thần tinh hải vực là nơi nào, tố thiên cơ ở phái sau hô. Thần. Tinh, hải vực là nơi nào lâm thiệu vừa đọc vừa nhìn chữ trên màn hình xuất hiện ngươi không biết phương khải thuận miệng nói thẳng là nạp lan lão gia tử biết mồ hôi lạnh làm sao lão bản lại phát ra cái biểu cảm mặt tròn này khương tiểu nguyệt nói ngươi có thể phát hay không ta xem một chút lâm thiệu tìm tìm rất mau tìm thấy cột ai con a à. nơi này có Nhìn thấy bên trong có ai con mặt cười, Khương Tiểu Nguyệt vỗ tay kêu lên. "Liền chọn cái này đi." "Cái này ngu nhất." Lâm Thiệu đổ mồ hôi lạnh. Sau đó phát tin tức cho Phương Khải bọn họ cũng không biết đó là nơi nào, mặt cười, mặt cười. "Sư phụ, sư phụ." Cái mặt tròn này nhìn chơi hay, Phong Hoa với Duyệt Tâm đứng sau nhìn, thấy rất mới lạ. "Đợi chút nữa chúng ta cũng chơi." Đổng Thanh Ly nói, "Rốt cuộc là ngươi chạy đến nơi nào?" Ngay cả Ngọc đưa tin cực phẩm của Lão Gia Tử cũng không đủ phạm vi, ta cũng không biết. Phương Khải bày tỏ ta chỉ biết nơi này là thần tinh hải vực, bán biên thành, tu sĩ nhiều như chó, Nguyên Anh đi đầy đất. Nguyên Anh Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Viết nhầm, đánh sai chữ. Theo ý của Phương Tiểu Tử. Nạp Lan Hồng Vũ Phúc Sợi Râu, tổng kết lại hắn bị vị tiền bối kia mang đi đến một nơi gọi là bán biên thành để mở chi nhánh đại năng tu sĩ ở đó nhiều như mây, chẳng qua. Tố Thiên Cơ ngạc nhiên nói nơi này, làm sao chúng ta lại chưa hề nghe qua, có lẽ. Tiếp đạo luật lộ ra một ý nghĩ mà ngay chính bản thân mình cũng thấy ngạc nhiên chỗ của phương lão bản, căn bản là không ở trong phạm vi chúng ta biết, xa như vậy, dịp tiểu dịp tặc lưỡi nói làm sao lão bản có thể liên lạc được với chúng ta, hẳn là thủ đoạn của vị tiền bối kia, Diệp Tùng Đào nói, xem ra thủ đoạn truyền tin của vị tiền bối kia cao minh hơn rất nhiều so với thủ đoạn đưa tin của chúng ta. "Lão bản, bên đó thế nào, chơi vui không?" Khương Tiểu Nguyệt hỏi thăm tin tức. "Tạm được. Bên này rất đặc biệt." "Lão bản, có thể mở trực tiếp cho chúng ta xem tiệm mới không? Đây là Đổng Thanh Ly." "Ta mới xem hướng dẫn, hình như có cái gì gọi là chức năng video, có thể nhìn thấy đối phương, Lâm Thiệu tìm một hồi." rất mau thì nhìn thấy cái nút camera. Bản thông tin chim cánh cục của hệ thống chia làm thực cảnh video cùng với giả lập video, rất nhanh Phương Khải nhận được nhắc nhỏ, Lâm Thiệu muốn trò chuyện video với ngươi, có đồng ý hay không? Mấy người này, nhanh vậy đã thăm dò được rồi, Phương Khải có chút kinh ngạc, điểm kích đồng ý, chỉ thấy phía sau Lâm Thiêu, vây quanh một đám người, Khương Tiểu Nguyệt, Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết, Tố Thiên Cơ vân vân, đúng là lão bản, Khương Tiểu Nguyệt che miệng nhỏ, kinh hô một tiếng. Như này cũng được sao, Lam Yên chỉ vào Phương Khải ngồi trước màn hình máy tính mọi người xem, phía sau là tiệm mới phải không, hình như trong tiệm không có ai, Tố Thiên Cơ cũng chỉ vào sau lưng Phương Khải nói. MK, ca, Phương Khải nhìn đám người đang chỉ rõ vào màn hình, có chút ngượng ngùng nhiều người đứng xem như vậy, xem có phải ngươi bị mất tích hay thật không. Nạp Lan Minh Tuyết lạnh nhạt nói thiếu chút nữa thì bị người ta lừa, Phương Khải làm như có chuyện thật, các ngươi không biết khi lão bản vừa mới tới thì nguy hiểm đến thế nào, ngồi một chuyến xe lậu, còn không thể xuống xe, may mà ta cơ trí, song Phương Hàng Huyên tràn đầy phấn khởi, Phương Khải còn kể về một vài kiến thức trên đường, tỉ như tên Sa Phu bị trói thành một bọc. Ha ha ha! Khương Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa thì cười bò trên mặt đật, nắm tay nhỏ đập trên mặt bàn, làm sao lại có người ngốc như vậy, người trong thành này vui như vậy sao, Đổng Thanh Ly cũng cảm thấy buồn cười. Đúng lúc này, Phương Khải nghe thấy trâu mạc hô một tiếng lão bản. Có người đến thu tiền tháng, tiền tháng, Phương Khải nhướng mày tiền tháng gì, các ngươi chơi trước. Tí nữa nói chuyện tiếp, Phương Khải còn tăng thêm cái ai con vẫy tay. Lão bản, nhớ là mở trực tiếp cho chúng ta, Đổng Thanh Ly vẫn không quên. Đúng đây, ta muốn nhìn thành thị mới, Khương Tiểu Nguyệt tỏ ra hưng phấn. Lưu Tam là, đại tu, con đường này, chẳng qua ở trên con đường này, có một vài cửa hàng hắn không dám đến gõ cửa, tỉ như là cửa hàng trước kia chỗ Phương Khải. Chẳng qua nghe nói là Mạc Thiên Hành đã đem cửa hàng bán đi. Lưu tiền bối. Tiệm này khẩu khí thật là lớn, bên cạnh Lưu Tam là một thanh niên tu sĩ mặt rỗ. Thu phí không thấp, xem ra cửa hàng này kinh doanh hàng tốt, Lưu Tam cười nhạo một tiếng, đi vào cửa hàng. Ai là lão bản, là ta. Lúc này, Phương Khải mới đứng dậy từ chỗ ngồi. Lưu Tam liếc giá trên bảng đen của Phương Khải tiểu tử, mới tới, làm sao vậy, biết Hồng Lâm dược phường không? Lưu Tam ngạo nghễ nói bỉ nhân là thủ hạ làm việc cho hứa bưu, lấy thu nhập cửa hàng này của ngươi, một tháng ba ngàn linh tinh, chúng Tam đảm bảo ngươi sống yên ổn trong thành này. Phương Khải nhìn trâu mặt một chút, phát hiện ra trâu mặt cũng ngẩn ngơ. Đây không phải là thu phí bảo hộ sao, phương khải bật cười thật xin lỗi chúng ta sống rất yên ổn không cần ngươi bảo đảm lưu tam cười một cách kỳ lạ trong thành này cũng không an toàn lão bản ngươi nghĩ kỹ rồi chứ thật sao phương khải nhíu mày đây là lần thứ hai hắn nghe được câu này lần đầu tiên là mạc thiên hành nói hắn nhún vai ta cảm thấy rất an toàn lưu tiền bối tiểu tử này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt để cho ta tên thanh niên mặt trỗ kia nhất thời không ngồi yên được nữa nhưng rất nhanh liền bị lưu tam giữ lại hòa khí sinh tài không hiểu sao lưu tam cười như là không cười nếu như sau này ngươi lại tìm chúng ta thì cũng không có cái giá này thật sao lão bản có thể chờ xem lưu tam cười hắc hắc quay người rời đi phương khải nhìn hai người rời đi không còn gì để nói lúc này nguyễn ngân ở cửa hàng sát vách chạy ra liếc nhìn vào trong tiệm phương khải Kỳ Quái nói: "Làm sao những người này lại giận đùng đùng bỏ đi, bọn hắn đến thu tiền tháng, lão bản không cho." Cho nên Trâu Mạc thất thỏm nói: "Cho nên đem người đuổi đi." Nguyễn Ngân cô nương buồn bực: "Ngươi có biết là ngươi mới tới nơi này hay không, đắc tội với người thì rất phiền phức." "Có cái gì mà phiền phức, đánh một trận là được." Phương Khải xem thường, huống chi hầu bao mình cũng chẳng giàu có, nếu không phải hỏi Vương Hiền về giá cả cửa hàng này phù hợp thì hắn cũng chẳng mua cửa hàng ở chỗ này bản lão bản kiếm tiền dựa vào cái gì phải cho người khác Nguyễn Ngưng đúng là một tên đầu gỗ nếu như các ngươi không muốn giao tiền cũng có thể tìm một thế lực để gia nhập Nguyễn Ngưng nhắc nhở hai người cỡ trong tòa thành này một mình ngươi khẳng định là không làm được lâu dài ngươi cũng không phải là cao thủ vô địch thiên hạ gì như vậy à Phương Khải sờ cầm gật đầu nói cảm thấy đúng là cần có cái thế lực nguyễn ngưng cảm thấy trẻ con dễ dậy gật đầu nói đừng tưởng rằng cái này không cần tiền bàn giao phủ được thiết lập ở bên trong nội thành trừ khi ngươi trực tiếp tìm tới cửa những thế lực này không thì chỉ có thể đến bàn giao phủ đăng ký bởi vì tất cả thế lực ở bản thành đều phải đến bàn giao phủ để ghi danh cùng với huy hiệu như vậy sao phương khải suy tư lẩm bẩm thế lực mới phải đi bàn giao phủ ghi danh sao tiểu mạc đi với ta đến bàn giao phủ một chuyến phương khải hô A, à. được. Tên thiếu niên có chút ngây thơ này vội vàng phản ứng lại, cuối cùng cũng thông suốt. Nguyễn Ngưng ôm ngực thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về Phương Khải đang tiến về nội thành, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, nhìn thoáng một chút về của hàng Phương Khải, thiếu chút nữa thì giận điên lên này. Ngươi không trong tiệm a, còn muốn lão nương trong họ sao? Người đã sớm đi không còn hình bóng trên đường. Trâu mạc ngây ngốc mở miệng nói lão bản, ngươi định gia nhập thế lực nào, gia nhập, Phương Khải khoát tay nói làm sao phải gia nhập người khác. Minh thành lập một cái chẳng phải tốt sao, mình thành lập, trâu mạc choáng váng, đúng vậy. Bàn giao phủ Một trung niên ăn mặc lộng lẫy nhìn văn kiện mà Phương Khải đưa nghịch thiên võng du công hội. Vẻ mặt của tất cả mọi người như là gặp quỷ, ngươi nhất định phải lấy cái tên này, tên trung niên phụ trách nhìn Phương Khải mà miệng run rẩy tựa như là đang nhìn một kẻ ngu chẳng qua xem ở phân nhượng tiền lần nữa xác định lại một lần nghịch thiên thì không khó lý giải thậm chí có thể nói là ngông cuồng chẳng qua trong tòa thành này cũng có không ít cuồng nhân như này cũng không tính là kỳ quái từ công hội này nghe có chút giống minh hội cũng có thể giải thích chỉ là phỏng du là cái quỷ gì quan trọng nhất chính là phía dưới có lời tuyên truyền bảo đao đồ long kích vào liền có thực phẩm trang bị một dây xoát bạo. Mặt sạm lại, cái này đều là cái quỷ mẹ gì, loại thế lực này cũng có thể thu người sao? Xác định. Phương Khải khẳng định nói. Người trung niên cũng lười quản nhiều như vậy, dù sao hắn cũng chỉ phụ trách lấy tiền, đối với người trẻ tuổi còn chưa mọc đủ lông này thì vô cùng xem thường còn nghịch thiên. Nếu như không sợ đi ra ngoài bị người đánh, muốn lấy cái gì thì cũng không ai cản ngươi. Thu Linh Tinh Phương Khải đưa tới, một thời gian trôi qua, người Trung niên đem tới một huy hiệu hình thanh đao, đồ long đao, đưa cho Phương Khải, nói đây là huy hiệu tạm thời, huy hiệu chính thức thì 7 ngày sau tới lấy, chúc mừng các hạ thành lập Nghịch Thiên Võng Du công hội. Âm thanh của hắn không nhỏ, lập tức đưa tới ánh mắt chú ý của những người chung quanh. Nghịch Thiên, Võng Du công hội, cái quái gì vậy? Quan trọng nhất chính là, hai tiểu gia hỏa còn trẻ như vậy lại có tiền đi vào nội thành còn có tiền thành lập thế lực của mình. Lão đại Nhất định tiểu tử này rất có tiền, một tu sủ đầu trọc hất hàm với một tên sĩ mặc áo khoác màu đen. Mà lại rất là lạ mặt, một tên tu sĩ mặc áo tròn mày đen, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị, nói muốn hay không. Đi thôi. Mời mọi người xem, Phương Khải đi ra từ bàn giao phủ, có thể nói là tâm tình rất không tệ, tiện thể liền mở phát trực tiếp. Trong tổng tiệm ở cửu Hoa Thành, trên màn hình lớn, chỉ thấy phía sau Phương Khải là một kiến trúc hùng vĩ như giao long, trước kiến trúc là một vườn hoa, lộ ra vẻ cực kỳ khí phái. Hoa Đây chính là tòa thành thị chỗ chi nhánh kia sao, hai mắt Khương Tiểu Nguyệt tỏa đầy sao nhìn thật đẹp. Ta cũng muốn đi, chỉ là thời tiết hơi âm trầm một chút, nạp lan minh tuyết phát mưa đạn nói nơi đó mưa thường xuyên sao, cũng không phải thường xuyên. Phương Khải nói chí ít mấy ngày nay ta không thấy mưa. Đúng rồi, ta giới thiệu cho mọi người nhân viên mới của chi nhánh, Phương Khải vẫy tay với trâu mạc đang ngẩn ngơ. Tiêu mạc, tới, thuận tay liền kéo trâu mạc đến, đây là tiểu mạc, nhân viên chi nhánh của chúng ta. Lão bản, ngươi đang nói chuyện với ai? Trâu mạc cảm thấy có chút khó hiểu. Chờ đến khi Phương Khải giải thích cho hắn cái gì gọi là trực tiếp, cái gì gọi là Internet, hắn liền sợ hãi thán phục lão bản, ngươi nói là Cái mà chúng ta đang nói chuyện, có thể truyền đến địa phương cách đây mấy vạn dặm. Trâu mạc vừa kinh ngạc vừa vui mừng tiệm chúng ta lợi hại vậy. Mọi người thấy trên màn hình lớn, ở bên phương khải có một tiên thiếu niên ước chừng 14, 15 tuổi, trên mặt còn chút buồn ngủ, mang theo một chút ngây thơ, người này đang ở kỳ phát dục nên chỉ cao 1,6 mét, như vậy cũng không tính là thấp, chẳng qua đứng cạnh một tên võ giả như phương khải thì quả thật là thấp hơn một đoạn. Lão bản, nhân viên tiệm mới này hơi thấp, tống thanh phong nhìn vào tên thiếu niên trong màn ảnh so sánh với mình rồi cười nói đây không phải là đang cao sao phương lão bản dẫn kéo theo tên nhân viên cửa hàng này vội đi 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 chúng ta đi dạo một chút bỏ ra nhiều tiền như vậy bản lão bản không đem cái địa phương này đi dạo một lần vậy thì rất thua thiệt lão bản cửa tiệm còn chưa đóng lúc này trâu mạc mới nhỏ giọng nhắc nhở a à, mk lúc này phương khải mới nhớ ra chuyện này đương nhiên không phải hắn lo lắng về cửa hàng của mình làm sao mà lo lắng đến lúc đó trong tiệm sẽ không nằm ra một cổ thi thể chứ vậy về tiệm trước phương khải vẫy tay với mọi người đang xem trực tiếp hôm nay sẽ cho mọi người nhìn quang cảnh ven đường của bán biên thành tỷ như là khu vực nội thành này rất khó có thể thấy tu sĩ chân hồ cảnh trờ xuống phương khải đi trên con đường lát đá trắng chỉ vào những tu sĩ ngẫu nhiên đi qua nói nhiều tu sĩ trên chân hồ cảnh như vậy, mấy người an hổ uy nhìn màn hình đầy kinh ngạc. Cái này chỉ sợ so với Ngọc Kinh thì càng giống một tòa thành tu sĩ hơn, tiếp đạo luật nhìn người đi tới đi lui trên đường phố, tặc lưỡi nói. Các ngươi xem, yêu thú kéo xe bên kia. Có vẻ như là... Là yêu giao, Tố Thiên Cơ nói. Chí ít là yêu giao chân hồ cảnh hậu kỳ, mà lại là hai đầu, phung phí của trời A. Thế mà lại dùng yêu giao kéo xe, không nghĩ tới còn có thành thị như này, Diệp Tùng Đào suy ngẫm nói chẳng qua hình như nơi này cách chúng ta rất xa. Giống như là đi chơi, Khương Tiểu Nguyệt tức giận nhìn chầm chầm vào hai người đang thích ý đi dạo phố trên màn hình lão bản chỉ biết đi chơi, bắt bản cô nương trong tiệm, trâu mạc cũng không phải là người mắt nhỏ, nhưng từ trước đến nay đã hiếp mắt thành thói quen, nhìn giống như là ngủ, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Mà là bởi vì khi mở mắt ra sẽ cảm thấy ánh sáng rất chói mắt, sau khi trong cơ thể hắn có linh khí thì điều này càng trở lên rõ ràng. Chẳng qua thị lực của hắn từ trước đến giờ vẫn rất tốt lão bản, hình như ta nhìn thấy ở chỗ ngoặt phía trước có thứ gì. Thứ gì, Phương Khải liếc qua hướng đó, hắn nhớ rằng trước khi đi thì cũng đi qua nơi này, một đoạn đường này có chút gì đó hơi sai, chỗ ngoặt kia thì càng sai, dường như chẳng có một người nào tới. Lão bản Phía sau ngươi hình như có người ngay vừa mới đi qua đoạn đường kia đúng lúc này nhìn qua màn hình đám khán giả nhạy cảm bắt được cảnh tượng dị thường người nào phương khải nhìn bốn phía hình như phát hiện ra chúng ta ở chỗ này cũng được một loạt âm thanh sột sột soạt soạt một tên tu sĩ đầu trọc lẫm liệt đi ra bên cạnh còn có một tên tu sĩ mặt rỗ ngay sau đó chỉ thấy ở cửa ngõ phía trước cũng đi tới hai thân ảnh một cái là tu sĩ gầy như khỉ ốm một người khác là một tên tu sĩ trung niên mặc khỏe mạnh mặc áo bào màu đỏ tiểu gia hỏa ngươi rất có tiền phải không nghịch thiên công hội các ngươi rất ngông cùng a à, mấy ngàn linh tinh cứ vậy mà bị ngươi lãng phí vì sao lại không đến hiếu kính chúng ta tên tu sĩ gầy như khỉ ốm kia căm hận quát giống như là tiền tiêu là tiền của hắn nhiều tiền phải không tên tu sĩ đầu trọc đi về phía trước nện một quyền lên vách tường bên cạnh phương khải cười lạnh nói rất tốt cho chúng ta mượn một ít để tiêu xài, lúc này, mọi người đang xem trực tiếp liền trợn mắt há mồm. MK, đây là lão bản sắp bị người đánh. Cái gì mà bị đánh? Đây là bị cướp, thế mà lại ăn cướp ở trong thành. Đúng lúc đang trực tiếp thì bị cướp. Có đánh được hay không? Không phải nói tu vi người nơi này đều rất cao hay sao, MK, tiểu mạc sắp bị đánh lập tức trước màn hình lớn xuất hiện hàng loạt tiếng thét lên đoán chừng lão bản cũng sắp bị đánh có thể hỗ trợ hay không hương tiểu nguyệt yếu ớt hỏi giúp cái quỷ gì tố thiên cơ xanh mặt ở đó cách nơi này không biết xa bao nhiêu bọn hắn vừa mới nói cái gì mà nghịch thiên công hội đó là cái gì là cái này chọc giận bọn hắn sao không ít người đều nhìn nhau